Các bạn có để ý là trong những cái cửa hàng hoặc là trong những cái siêu thị thì người ta bố trí những cái sản phẩm theo từng khu để cho chúng ta có thể dễ dàng đi tìm và mua sản phẩm không? Ví dụ như họ chia ra là cái khu thời trang nè, họ chia ra cái khu là khu điện máy nè, hoặc là họ chia ra cái khu là những cái nguyên vật liệu trong nhà bếp nè, thì chúng ta muốn mua cái loại nào thì chúng ta đến từng cái khu đó để chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm nó dễ dàng. Thì trên web nó cũng vậy. Khi mà chúng ta quản trị những cái sản phẩm, những cái mặt hàng ở trên web đó, thì chúng ta cần phải chia nó ra thành những cái gọi là cái danh mục sản phẩm để cho chúng ta có thể nhóm những cái sản phẩm lại và chúng ta giúp cho khách hàng mua hàng một cách dễ dàng hơn. Ví dụ nè các bạn, ví dụ ở đây là một cái cửa hàng mình bán website ha, nó sẽ có nhiều cái giao diện website khác nhau. Đó, thì mình chia ra làm những cái nhóm, những cái danh mục sản phẩm. Ví dụ như là cái nhóm là website bán hàng nè, thì coi coi là nó có những cái sản phẩm nào. Đây, ví dụ như thiết kế website bán hàng thì mình sẽ có những cái mục này. Còn web về về điện máy thì nó còn có cái nào không? Bấm vào điện máy nè. Thì nó sẽ có 3 mẫu giống như thế này. Rồi cây xanh nông sản. Cây xanh nông sản thì nó sẽ có những cái mẫu web như thế này. Có nghĩa là cái mục những cái mục bên này để chia ra thành những cái nhóm sản phẩm thì người ta gọi là danh mục sản phẩm. Vậy thì trên cái nền tảng là WordPress thì làm thế nào để chúng ta có thể chia ra và chúng ta quản lý cái danh mục sản phẩm một cách dễ dàng? Thì đầu tiên thì các bạn cần phải truy cập vào cái trang quản trị trên website WordPress của mình. Sau đó các bạn vào cái chỗ là sản phẩm và các bạn sẽ chọn là danh mục. Thì khi mà chúng ta chọn vào danh mục á, thì ở đây nó sẽ cho các bạn một cái ô để các bạn có thể điền điền tên. Rồi nếu mà cái danh mục này nó sẽ thuộc một cái danh mục lớn nào đó thì các bạn sẽ chọn ở đây và chúng ta điền mô tả. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái hình ảnh minh họa để các bạn có thể đăng lên, là chúng ta có thể thêm được. Có cái nút thêm màu xanh ở phía dưới này các bạn, có nút thêm danh mục mới ở đây. Thì khi thêm xong á thì chúng ta sẽ được cái giống như thế này, là tên của cái danh mục sản phẩm, mô tả và đường dẫn. Thì cái đường dẫn này thì tự động nó ra nha, các bạn không cần điền đâu, bạn chỉ cần điền tên, chọn cái danh mục tra nếu có và chọn mô tả. Cuối cùng là chúng ta sẽ chọn cái ảnh đại diện cho cái danh mục sản phẩm này, chúng ta bấm thêm mới là coi như là chúng ta thành công. Đó, các bạn hãy chia ra nhiều cái danh mục sản phẩm nó hợp lý trên trang web của mình để cho khách hàng dễ dàng mua sản phẩm hơn. Còn nếu các bạn muốn xóa hay là sửa là những cái danh mục này thì các bạn chỉ cần bấm nút xóa ở đây nè. Rồi, hoặc là bấm nút sửa hay là sửa nhanh thì chúng ta có thể kiểm soát được danh mục của mình trên website WordPress. Thì thông qua clip này thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể thêm xóa sửa cái danh mục sản phẩm trên website WordPress của mình. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ đưa đầy đủ cái danh mục sản phẩm của công ty của bạn lên trên website và thêm đầy đủ sản phẩm để giúp cho khách hàng có thể tra một cách dễ dàng hơn và bạn sẽ có đột phá cái doanh số trên website của mình. Nếu các bạn cảm thấy video này có giá trị thì hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm nút like và bấm vào hình quả chuông để mỗi lần mà mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được video từ mình. Còn nếu như các bạn có những cái câu hỏi nào về website WordPress hoặc là marketing online thì các bạn hãy để lại cái phần bình luận, mình sẽ trả lời cho các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.